ra, từng là một tên nô lệ bị bán cho lực lượng sa đọa, nhưng thật ra anh chính là một điệp viên được thên bí mật cài vào nhằm tìm hiểu sâu hơn về lực lượng này. Tài năng nổi bật của Ra với nắm đấm nhanh chóng được Beretta, kỵ sĩ tai ương, nhận ra và cất nhắc làm đội trưởng một nhóm nô lệ nhỏ. Nhanh chóng, với sự khéo léo chẳng kém cạnh nắm đấm của mình là bao, Ra đã giành được sự ủng hộ của các nô lệ và giúp tiểu đội của họ ngày càng bành trướng, góp phần không nhỏ vào công cuộc ngấm ngầm kiềm hãm sức mạnh của lực lượng sa đoạn. Bất hạnh thay, Beretta quỷ quyệt nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Hắn liền lập tức âm thầm sắp đặt một cuộc cái bẫy chết người, hòng tóm gọn quân phản kháng một lần và mãi mãi. Chẳng ngờ rằng cả đội đã bị lộ, Ra cùng đồng bọn rơi vào bẫy và buộc phải chiến đấu với vô vàn kẻ địch hung hãn khát máu. Nhưng kể cả trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Ra vẫn kiên quyết không lùi bước. Trước hiểm họa khôn cùng, Ra bộc phát toàn bộ sức bình sinh, tung vô số những cú đấm bùng cháy để lùi kẻ địch. Thành công phá vây bản thân và những đồng bọn còn sót lại rút lui trước khi quá muộn. Chớ trêu thay, lời nguyền của Beretta vẫn kịp bám vào hai bàn tay của Ra và dần dần hủy hoại cơ thể lẫn linh hồn anh. Sau khi đón được Ra, Thên tức tốc tìm đến cung điện ánh sáng khẩn cầu thánh nữ Nauriel cứu giúp cả thể xác lẫn linh hồn của người chiến sĩ quả cảm này. Nauriel đồng ý, nhưng với điều kiện Ra phải vượt qua được khảo nghiệm linh hồn của suối sinh mệnh. Chỉ những ai bất khuất nhất, quả cảm nhất và chính trực nhất mới xứng đáng nhận được sự chúc phúc của thần thánh của suối sinh mệnh. Ra lần nữa chứng minh sức mạnh ý chí của bản thân, anh vượt qua được thử thách và nhận được sự chúc phúc của suối sinh mệnh, giúp cả cơ thể lẫn linh hồn được hoàn toàn bình phục. Chưa dừng lại ở đó, Ra thậm chí còn nhận được một quyền năng mới đầy hùng mạnh sau khi thoát khỏi thần chết. Ra đã trở lại và lợi hại hơn nghìn lần.